Chào các bạn, tôi là Tú, Facebook Tú Hi Fan. Đây là bộ dép tôi mới hoàn thành và nó được đặt theo yêu cầu của một người anh. Thì chất lượng của nó vẫn như chiếc dép mà tôi đã làm, rất bền, không rách. Tâm là một dao mũi như này thì để xuyên qua được. Còn với những vật mà lạng hơn kết quả cũng vậy. Các bạn có thể cầm lên một chút thì là sẽ không bị thương, cũng không đau nhiều. Sản phẩm mình làm từ thép kháng rỉ, con dây phù hợp để chống cắt, chống xuyên phá, để đảm bảo an toàn cho người mặc. Bạn có thể dùng để tập thể lực, võ thuật, tập chạy, giảm cân hay là vận mặc tập đi rất tốt. Nếu bạn có tâm sản phẩm này thì xin hãy gọi đến cho tôi số điện thoại 0166 2938479. Xin cảm ơn.